Đón xem Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ phát sóng vào 9 giờ ngày 18 tháng 2 năm 2018, tức mùng 3 Tết Mậu Tuất trên ATV1. Thưa quý vị và các bạn, Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, không khí ngày xuân đang rộn ràng, người người nhà nhà đều tất bật hoàn tất mọi công việc để chuẩn bị vui xuân. Ngay tuần học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, các trường học đã tổ chức lễ hội Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm giúp học sinh hiểu được các phong tục ngày Tết và thực hành trải nghiệm khám phá các trò chơi nhân gian, món ăn ngày Tết, gói bánh tét, làm thiệp, tập viết thư pháp nhân dân, được các bậc phụ huynh đồng tình, hỗ trợ, tạo nên các hoạt động cho các học sinh tham gia vui chơi, phát triển thể chất, vừa truyền được cho các em cảm xúc thiêng liêng của ngày Tết, vừa giúp các em cảm nhận được những nét đẹp của Tết cổ truyền dân tộc. Các em tham gia vui chơi được khoác trên mình những bộ cánh mới, không phải là đồng phục đi học như thường ngày, với nhiều sắc màu rực rỡ, xen lẫn âm thanh vui tươi của những bài hát, múa, chúc mừng năm mới của trường, làm không khí ngày lễ hội xuân thêm rộn ràng. Sân trường ngập tràn không khí từ ẩm thực đến các trò chơi dân gian,